jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Thằng kia, cái gì? Thôi, tao thật không ngờ, bạn bè mười mấy năm trời, mày lỡ lần nào bị cướp việc hơn của tao. Tao muốn cướp rồi sao? Được rồi, ngày hôm nay tao chỉ mày xin xử quán tại một bên nhà 50 chó này. Hey, yeah! Được rồi các bạn ơi, được rồi. Thành công rồi. Làm cho thật cả danh hài, mình cứ hợp sẽ là người giành phần thắng. Ở đâu mà dẫn fan club theo vậy? Không làm cái hú hét quá, lý do gì? Hay giống hot boy quá. À, không phải fan. Sạch sẽ. Vệ sinh. Bạn đừng có khớp. Nếu như đây không phải fan của bạn mà bạn mới bước ra mà tao hú hé vậy là bạn đã lấy điểm. Việc thứ nhất, bạn đẹp trai. Việc thứ hai, tại sao mọi người ghẹo là sạch sẽ? Không phải nói bạn dơ giấy gì hết, mà đây là một cái hình ảnh đẹp. Sạch là sạch, kiểu như là nhìn không có bị quỷ hoại đi, hiểu không? Để cho mình ghê đi. Nói chung là bạn là một cái người không có ngược đãi cơ thể mình bằng những bộ đồ xấu. Nói chung là chúng tôi cả cái phim trường này, nói chung muốn nói với bạn là bạn sạch sẽ. Nói chung là được. Chính vì cái hình ảnh này khi xuất hiện là các bạn đã cổ vũ rất là nhiều. Bạn tên gì? Dạ, em xin tự thiệu, em tên là Dương Lâm. Dương Lâm? Dạ. Dương Lâm là làm ngành nghề gì? Dạ, trước đây em là diễn viên múa lửa. Nhưng mà... Cái gì? Tướng này múa lửa? Dạ. Tại sao chưa phỏng? Dạ, cũng phỏng nhiều lắm mà... Nay em không có làm nên em phụ gia đình. À, chắc phỏng nhiều mới nghĩ đó. Rồi. À, không, đẹp trai có quyền múa nữa chứ cái cỡ này kêu đóng lại cất không có múa nữa nha. Này cất cái này chị múa rối ta còn cất chứ đừng chị múa rối được em, được không? Được lắm. Rồi bây giờ là có rung không, sao thấy mặt căng thẳng quá, cường cái coi đẹp trai đi trên hình rồi đó. Dạ rồi, nên hình cho đẹp ha Dương Lâm ha. Rồi mời bạn. Là Dương Lâm chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ em đã chuẩn bị sẵn sàng. Một phút dành cho bạn, bắt đầu. Thằng kia, cái gì? Thôi, tao thật không ngờ, bạn bè mười mấy năm trời, mày lỡ lần nào bị cướp việc hơn của tao. Tao muốn cướp rồi sao? Được rồi, ngày hôm nay tao chỉ mày xin xử quán tại một bên nhà 50 chó này. Hey, yeah! Được rồi các bạn ơi, được rồi. Thành công rồi. Như vậy là các bạn của chúng ta đây với một cái màn mà quánh lộn, quánh ghen mà bất cần thân thể. Các bạn mang về cho mình 2 triệu đồng. Tôi vừa thấy nhà kiểu quánh lộn định nắm đầu nhau là tôi nói thôi rước tôi về, không biết làm cái gì đây. Nhưng mà cái thành công rất lớn của các bạn là các bạn cho tôi được một cái tình huống bất ngờ, cũng như cả phim trường đã bất ngờ nha. Bây giờ các bạn đang có 2 triệu đồng. Bạn có 2 triệu đồng. Dạ. Nhưng mà tôi nói bạn nghe, cái tình huống bất ngờ. Tôi nhớ lại cái đoạn mà nó quýnh quá rồi, mình kêu nó dừng, nó cũng không dừng. Mà nó quýnh biết, mà hai con đông biết mệt. Nó muốn gì tình vậy nè. Bây giờ tụi tôi biết là hai anh có thể biến thành hai bà rồi, cho nên hai anh làm cái gì phải khác, phải đặc biệt hơn nha. Và bước vào vòng 2 hay không? Dương Lâm, bây giờ bạn hãy nói cho tôi cũng như tất cả mọi người biết rằng quyết định của bạn thế nào. Dạ, em quyết định đi tiếp ạ. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Ông trời ơi, tại sao vậy? Tại sao cho tôi một hình hài dạm dỡ to con như vậy mà bắt tôi phải đi móc bọc hoài sao?
Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi, guốc bà nội ơi. Guốc. Trời đất ơi, guốc. Guốc của ai chụp qua đây vậy? Guốc của ai đây? Không biết nữa. Trời đất ơi, cái đầm đỏ. Phải thay đổi số phận thôi. I want to be one stop. Cảm ơn bạn. Một lần nữa, bạn đưa ra tình huống hết sức bất ngờ, làm giám khảo và tất cả mọi người cười, mang về số tiền là 10 triệu đồng. Bạn không có gì đặc sắc mà bạn có tính giải trí kinh khủng. Dạ, em cảm ơn chị. Trời ơi, tôi nói em nghe nè, hôm qua thí sinh nào như em là mang được ước mơ của mình lên sân khấu. Trời ơi, nó duyên dáng. Tiết một một vậy ra gồng thiệt gồng. Cuối cùng là bà múa một cậu nó chắc mặt rồi. Tiết một hai mà than thật kết thật. Số phận chắc chắn cho con quả vỡ cái này cùng nghiệt hả? Không, I want to be on top. 10 triệu chứ hả? 10 triệu. Dương Lâm, Dương Lâm ơi, bây giờ thì bạn đã có 10 triệu. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định xem là mình có đi tiếp tới vòng 3 hay không nha. Giải thưởng sẽ là 20 triệu. Câu trả lời của bạn là gì? Dương Lâm và Bửu Đa sẽ tiếp tục chinh phục hai giám khảo bằng nét diễn hài hước tự nhiên hay dừng lại tại vòng 3? Chúng ta hãy xem quyết định của họ ngay sau đây. Dương Lâm, bây giờ bạn hãy nói cho tôi cũng như tất cả mọi người biết rằng quyết định của bạn thế nào? Câu trả lời của bạn là gì? Giờ em quyết định thi tiếp. Thi tiếp. 60 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Trời mùa đông, tuyết rơi phủ trắng đường phố. Một cậu bé với một giỏ chuối trên tay. Cậu phải lấn la đi khắp mọi nơi để mời chào. Ô banana. Mà đi rồi anh à. Ô là ô banana. Ô banana. Rồi cậu quyết định ngồi xuống. Ê, không, cậu bé không ngồi, muốn nói gì ngồi hả? À, cậu có cần. Chúc mừng chị. Chúc mừng bạn. Lần thứ 3 các bạn làm cho giám khảo của tôi cười. Nhờ em phá ra như vậy mà vô tình đó là điểm. Em hiểu không? Hài kịch nó là như vậy đó em. Hài kịch nó là tự nhiên, nó là ngẫu nhiên, nó là nghịch lý. Bây giờ vậy nè bạn, nếu mà bạn diễn vòng mới thì bạn diễn ha, còn nếu mà bạn cảm thấy là bạn muốn diễn vòng này thì bạn giữ. Dạ thưa anh Trấn Thành, chị Khương, em thi tiếp. Thi tiếp. 60 giây bắt đầu. Chào mừng quý vị khán giả đến với nam diễn viên, người mẫu kim diễn viên điện ảnh Kip Biso đến từ Cam Ranh. Đang sẵn sàng có cái đại nghĩa em cho máy quan khá. Thôi. Để em hỏi tên. What's your claim? Biết nói tiếng gì không? Biết. Hát một bài nghe chơi. Why song sai sai loạn tam lai thôi làm thôi nước hà on nước hà. Rồi xin chúc mừng các bạn, rất là dễ thương. Dương Lâm, thật ra tiết mục này chưa đủ làm cho chị cười. Thật tình chị không có cười, chị không cười. Nhưng chị cười đây là cười cái gì? Em hoàn toàn nhập vai và biến hẳn khỏi cái hình ảnh như thế này.
gọi là cái hình ảnh ban đầu làm cho người khác cảm giác được em rất là hiền lành, nhỏ nhẹ, nhu mì, dễ thương. Và có quan trọng là nếu mà em đi làm rể em đi vô em đứng trong cái cặp vậy là không có bà mẹ vợ nào mà khó mà không chấp nhận hết, rất là đẹp. Xin chúc mừng các bạn đã mang về cho mình giải thưởng là 40 triệu đồng. Chúng ta còn một phần thử thách cuối cùng, thử thách vòng thi thứ 5. Giải thưởng cao nhất của chương trình là 100 triệu đồng. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định cuối cùng có đi tiếp hay không. Dương Lâm và Bửu Đa quyết định như thế nào? Câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định cuối cùng có đi tiếp hay không. Dạ, nãy giờ những tiểu phẩm em chuẩn bị em đã chuẩn bị hết rồi. Còn tiểu phẩm cuối cùng em không tự tin. Tại vì những tiểu phẩm trước em đã quá ăn rồi. Đã làm quá cho vui khán giả rồi. May mắn làm cho Trấn Thành chị Diệp Hương cười. Nên em không dám mạo hiểm nữa. Em xin dừng cuộc chơi ở đây. Tôi rất là đồng cảm với lại cái Tôi không biết sao. Mặc dù là tôi tiếc nhưng mà tôi đồng cảm cái điều này lắm. Tại vì sao không? Tôi là người diễn viên hài, tôi cũng biết. Tại vì khi mà mình đưa một cái không khí mình lên mức độ nào đó, mình rất sợ là mình không tự chiến thắng được chính bản thân mình á. Thành thử ra là nó uổng lắm. An toàn vẫn trên hết. Xin mời giám khảo Trấn Thành và Việt Hương sẽ lên sân khấu trao phần thưởng 40 triệu đồng cho hai bạn Dương Lâm và Vũ Đa. Vũ Đa, vô Dương Lâm. Đây sẽ là coi như là chiến thắng chung của cả hai em. Bởi vì thật sự có sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của em. Rất là đắc lực của em mới đắc có được chiến thắng này. Nhiệt tình ha. Đúng vậy. 40 triệu thế nào nó cũng chia cho 400 ngàn. Nhiệt tình thế nào cũng cho 400 mà. Dạ. Đúng không? Nói vậy thôi. Ôm em, cảm ơn em. Hôm nay chị cười mà chị cười than tiếng luôn. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi xin chào tạm biệt hai em. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chi. Bạn đã chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười.